Ngoài xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Quý khách hàng nào đang tìm nhà diện tích rộng, nhà dân xây chất lượng chắc chắn mà không muốn tìm nhà xây thương mại, đồng thời với căn nhà diện tích rộng 50m thì quý vị có thể cân nhắc ngay trong video này. Ngọc Ánh sẽ giới thiệu tới quý vị một căn nhà với diện tích 50m², thiết kế và xây dựng rất là hợp lý, nhà dân xây kiên cố, tường móng riêng biệt, xây độc lập duy nhất một căn và có nhu cầu chuyển đổi nên nhà gửi bên Nhà Tốt bán. Với cái căn nhà này thì hướng nhà là hướng Tây Bắc, mặt tiền 4m15 và mặt hậu thì nở hậu quý vị nhé. Với cái căn nhà này thì ô tô vào đến tận đây đây ạ, và cách với đại trục chính đường to thì khoảng tầm 50m. Với căn nhà hướng nhà Tây Bắc, quý vị nào đang tìm nhà hướng Tây Bắc, tìm nhà dân xây, tìm nhà diện tích rộng thì liên hệ ngay với em để có thể tham khảo ngôi nhà này. Vị trí của nó thuộc phường Đồng Mai, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, với đường ngõ thực tế trước nhà được 2m, cách với đường ô tô to 50m. Ô tô nhỏ như xe Fadil, xe Kia Morning là vào được đến tận cổng mọi người ạ. Và thiết kế của ngôi nhà thì như thế nào, mời quý vị theo chân của anh vào khám phá ngôi nhà. Với căn nhà này thì chủ nhà đã ở được một thời gian và chuyển đổi công tác cho nên nhờ Nhà Tốt bán. Với thiết kế phần ngoài mặt tiền của ngôi nhà thì được toàn bộ là ốp gạch, rồi là phần cửa chính của ngôi nhà thiết kế hai lớp, bên ngoài là cửa inox 304 và bên trong là cửa nhôm kính. Mời mọi người theo em vào khám phá cụ thể tầng 1 của ngôi nhà với thiết kế ra sao. Hiện tại ngoài đang đứng ở đây, tầng 1 của ngôi nhà là chủ nhà thiết kế phần phòng khách, một phòng bếp, một phòng vệ sinh. Với căn nhà này thì chủ nhà cũng có để lại nội thất, ở đây là một bộ sofa cho quý vị. Tạm thời thì có bọc lại cho nó sạch sẽ. Và đây là phần không gian phòng khách, kệ tivi, vách ốp PVC. Nói chung còn tương đối là mới, bởi vì sao ạ? Nhà dân ở một thời gian cho nên là chủ nhà cũng có sửa qua một chút về cái phần sơn, thì sơn toàn bộ lại này. Đồng thời thì cũng là lắp thêm những cái vách này để cho quý vị về có thể ở được luôn. Vách ốp nhựa PVC nano này thì độ bền của nó tầm 10 đến 12 năm. Đây là kệ tivi gỗ, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng được lắp đặt đầy đủ cho quý vị, đúng như công năng sử dụng. Quý vị nào tìm nhà diện tích rộng nằm ở trong khu dân cư đông đúc với vị trí thuộc phường Đồng Mai, quận Hà Đông này thì đi lại giao thông rất là thuận tiện cho quý vị làm ở Hà Đông, quý vị làm ở Chương Mỹ, đi làm theo cung đường Nguyễn Trãi Thanh Xuân. Tính từ vị trí ngôi nhà này gần với bến xe Nghĩa, gần với tuyến đường sắt trên cao Cát Linh, đi lại rất là thuận tiện, nằm ở trong khu dân cư đông đúc. Căn nhà này thì nó nằm ở trên mặt ngõ nhưng mà nó không phải là ngõ thông mọi người ạ, vì nó là căn cuối cùng. Nói chung nhà có như thế nào thì Ngọc Ánh quay review cho quý vị là y như vậy, cho nên quý vị hoàn toàn yên tâm. Thời gian gần đây thì cái quỹ căn càng ngày càng thu hẹp dần và đa phần bây giờ đều là phần thô mọi người ạ. Cho nên là khoảng tầm 10 ngày hôm nay là không có video lên rồi. Cho nên khi mà có nhà dân gửi hoặc là như thế nào đấy thì em sẽ quay và review cho quý vị luôn, để quý vị có thể cân đong đo đếm, hoặc là quý vị cứ liên hệ với Nhà Tốt có thể đi xem mua từ phần thô, phần móng, vừa để ở vừa để đầu tư, vì nhà đất thì bao giờ cũng vậy. Đây là phần không gian phòng bếp của ngôi nhà, rất là rộng và thoáng. Chủ nhà có để lại một bộ bàn ăn này, toàn bộ phần tủ bếp này cũng làm lại mới tinh. Mới tinh luôn ấy mọi người ạ. Đó. Chậu rửa, vòi rửa, rồi hồ sơ điện nước thì đúng như hiện trạng là căn nhà này quý vị có thể dọn đồ về ở ngay. Bếp từ này, hút mùi này, xung quanh bếp thì là ốp kính ốp bếp. Nếu như mà không nói nhà dân cũ thì quý vị nếu như mà nhìn qua video thì chắc cũng không biết được là nhà cũ đâu. Tuy nhiên thì có sao em cũng sẽ chia sẻ cho quý vị là như vậy. Đây là phần phòng vệ sinh sử dụng ở phần tầng 1, rất là rộng và thoáng đấy mọi người ạ. Đây, tầng 1 này thì đầy đủ hết, phòng vệ sinh rộng, đầy đủ bồn cầu. Ở tầng 1 này chủ nhà cũng lắp sen cây tắm cho mọi người, bởi vì cái căn phòng này nó rất là rộng, sử dụng rất là ok. Phần phòng bếp này rộng, thoáng vô cùng. Rồi là phòng khách, phòng bếp đều được lắp quạt trần điều hòa, quạt trần cũng như là hệ thống trần thạch cao. Tay vịn cổ trụ cầu thang thì toàn bộ thiết kế là gỗ, ngăn cách giữa phần cầu thang. Rồi phần phòng khách thì chủ nhà lắp thêm một cái vách nano cho quý vị, vách gỗ. Và mời quý vị theo chân em lên khám phá các tầng tiếp theo của ngôi nhà. Và phần tầng 2 của ngôi nhà thì thiết kế công năng sử dụng cho quý vị như sau ạ. Tầng 2 thiết kế hai phòng ngủ, thoáng trước, thoáng sau. Mời quý vị theo chân nói vào khám phá phòng ngủ đầu tiên. Ở phần mặt bên trong của ngôi nhà,
Với phần bên trong của ngôi nhà thì hướng của đằng sau là hướng đông nam, cho nên khi mà mở cửa sổ ra rất chi là hút gió mọi người nhá. Đó, đây là phần phòng ngủ này, chủ nhà để giường này, tủ này, điều hòa này, hệ thống trần thạch cao. Với phần phòng ngủ thì rất là vuông vắn và đây là có ban công ở phía bên đây. Đây mọi người ạ, đó. Thực ra nếu như quý vị nhìn ở trên video, quý vị đang thấy cái phần này rất là chéo đúng không ạ? Vì thực tế luôn cái ngôi nhà này mặt tiền của nó 4m15 và mặt hậu của nó là 5m05, cho nên nó có phần chéo hậu thôi chứ nó không phải là thóp hậu, thậm chí nó còn nở hậu. Nhưng mà cái phần chéo đấy là chủ nhà cắt vuông ở phần phòng ngủ và để toàn bộ cái phần chéo đấy là phần phòng vệ sinh, phần ban công từ tầng 1 cho đến các tầng cho quý vị. Tất cả các phòng đều cửa sổ thông thoáng, thiết kế phòng ngủ là vuông vắn, sàn gỗ, tủ quần áo, cánh buộc, cửa thông phòng thiết kế cho quý vị là cửa gỗ. À, điều hòa lắp đặt sẵn rồi. Hành lang đi vào rất rộng, hành lang đi vào gần 2 mét mọi người nha. Và đây là phần phòng ngủ hướng ra phía bên ngoài. Đây, phòng ngủ siêu thoáng, đầy đủ điều hòa. Đây cho quý vị có thể cảm nhận, nói chung là mỗi một căn nhà ngoảnh quay lên gần như nó không giống nhau đâu. Mỗi một căn nhà, một thửa đất, một chủ nhà, một cách thiết kế khác nhau, không nhà nào giống nhà nào cả. Đó. Giường này, tủ này, gọn gàng đầy đủ mà vẫn có cái không gian sinh hoạt nữa này mọi người này. Đây, vẫn có không gian sinh hoạt, một cái phòng ngủ mà ánh sáng siêu tự nhiên, cửa thiết kế là cửa kính cường lực mọi người ạ, rất là thoáng. Phòng vệ sinh ở tầng 2 đầy đủ hết, thiết bị vệ sinh sử dụng cho tầng 2, sử dụng cho từng tầng mọi người nha. Hệ thống sen cây này, bồn cầu này, lavabo, điện nước đầy đủ. Vị trí của nó thì thuộc phường Đồng Mai, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Đi lại thuận tiện gần với trục đường quốc lộ 6 mở rộng. Sắp tới là có dự kiến mở rộng ra 4 làn đường. Đi lại thuận tiện như ngay ban đầu Ngọc Ánh đã chia sẻ rồi. Cho nên quý vị nào muốn được tư vấn cứ liên hệ trực tiếp để em tư vấn cũng như đưa quý vị đến xem nhà thực tế xem nó có đúng ở trên video không. Và mời quý vị theo em lên tầng tiếp theo. Bạn Ngọc Anh đang đứng ở phần tầng 3 của ngôi nhà, cũng là tầng cuối cùng của ngôi nhà. Với tầng 3 của ngôi nhà, chủ nhà thiết kế công năng cho quý vị một ô giếng trời siêu thoáng lấy ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Đó. Và đây, phần phòng ngủ bên trong. Rộng, thoáng, đó. Vuông vắn. Tiếp theo, phòng vệ sinh. Ở phần tầng 3 thì chủ nhà chỉ thiết kế để trống như thế này thôi quý vị nhé. Và đây, phòng thờ. Phòng thờ, phòng làm việc thì tùy mục đích công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình. Phần còn lại, sân phơi. Đây là phần sân phơi, rộng và thoáng. Đó. Mọi người muốn tìm hiểu, biết thêm thông tin, chi tiết cụ thể, cứ liên hệ trực tiếp nhà tốt Ngọc Ánh để được tư vấn cũng như đi xem nhà thực tế nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.